Trước tình hình dịch cúm H5N1 có nguy cơ thâm nhập vào Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chính quyền địa phương xử lý các trường hợp kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Nhưng thực tế cho thấy gà vịt sống vẫn bán đầy trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày đầu tháng 3, trên địa bàn thành phố tồn tại hơn 200 điểm bày bán gia cầm sống trái phép. Trên tuyến đường Hương Lộ 3, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú có chiều dài khoảng 50 mét, nhưng có đến tới 5 điểm bán gà vịt sống nằm san sát hai bên đường. Người bán không quan tâm, lo ngại gì về dịch bệnh. Đây mình sống đây mình lựa những con khỏe, mập, đúng không? Những con ngon là mình đem về. Mạnh thì khỏe sống mà yếu thì chịu sao bây giờ? Theo ghi nhận, giá bán gà vịt tại các điểm này khá rẻ, chỉ từ 120.000 đến 150.000 đồng trên một con hoặc 70.000 đồng đến 80.000 đồng trên 1 kg. Theo quảng cáo của người bán, gia cầm ở đây thịt dai và thơm hơn những sản phẩm đã qua giết mổ trong siêu thị. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh, nhiều người tiêu dùng cũng khá lo ngại với gia cầm không rõ nguồn gốc này. Việc buôn bán giết mổ gia cầm khó kiểm soát nguồn gốc này sẽ tạo điều kiện cho virus cúm gia cầm tồn tại, phát tán lây lan, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm. Khi bán lại đường thì đương nhiên là mình những cái người dân mình đi mua thì mình phải nhìn cái con gà nó có bệnh hay không. Và cái điều quan trọng nhất theo tôi nghĩ là cái vấn đề là cái khâu mà chế biến, là cái khâu mà làm là nó dễ lây lan nhất. Còn cái người ăn là thường thường là mình ăn cái đồ chín rồi. Mình ăn cái đồ mà được nấu chín thì cái sự mà lây nhiễm nó không cao, nhưng mà những cái người mà trực tiếp làm mà khi mà là nó còn sống đó thì cái nguy cơ rất cao. Do đó thì nếu mà mình mua mà mình làm thì hãy cẩn thận trong quá trình mình làm, giống như là mình cũng phải đeo khẩu trang, cũng phải sát trùng. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra nguồn gốc sản phẩm gia cầm tại các chợ đầu mối, phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của quận, huyện kiểm tra nguồn gốc sản phẩm đông lạnh tại các kho bảo quản, cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, các trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến sử dụng sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch sẽ bị xử lý nghiêm.